Sau đầu tiên là xin chào toàn thể các bác đam mê bẫy bìm bìm trên toàn quốc nha. Hôm nay giới thiệu qua một cái mẫu lục, đó là lục đánh cây các bạn. Cũng như mọi lần thôi, lục thì cũng không khác gì nhau, toàn bộ vẫn làm bằng 100% inox các bạn. Tại sao em đặt hai cái lục ở đây để cho các bác so sánh? Thực ra là cái lục này thì cũng bác ở trong Lâm Đồng yêu cầu là sơn xanh, thì là em cũng xin nói về cái lục này. Cái lục thì toàn bộ bằng inox hết, làm như nhau các bạn. Đây, cái lục inox nhà em đây. Đây là lục tẩy trắng nha các bác nhá. Các bác thấy không, các mối hàn này nhà em đã tẩy trắng hoàn toàn, tẩy trắng sạch sẽ. Nói chung là tẩy trắng thì nhìn rất chi là đẹp. Thì như bác ở trong Lâm Đồng này thì bác yêu cầu là sơn xanh, thì là hôm nay nhà em sơn xanh đây các bạn. Sơn này là không phải sơn bình thường đâu nha các bác nhá. Này các bác cào này, cào nhẹ thì nó không bao giờ ra được, nhưng mà ví dụ mình va chạm mạnh thì sơn có thể vẫn chóc ra khỏi inox. Tại vì là nó là inox mà chứ không phải sắt. Sắt thì nó sẽ không bị sao, nhưng inox thì nó sẽ bị bong ngay. Sơn này là sơn keo các bạn. Hàng sơn này nói chung là cực kỳ đắt, nó gần như kiểu sơn tĩnh điện đấy các bác. Nó tương tự như sơn tĩnh điện, nó có một lớp keo để cho nó bám chắc bề mặt hơn. Đấy, hàng sơn này các bác nào biết sơn Inu thì cũng là biết về sơn này rồi. Đấy, nó là hàng sơn Inu nhá các bác nhá. Hàng này thì nói chung là cực kỳ bao chất bao đẹp cho các bác luôn. Các bác mua lục nhà em rất nhiều rồi, giá thành thì các bác yên tâm, kể cả sơn hay không sơn thì vẫn là 1.600.000 bao ship các bạn. Đấy, nói chung là hàng ok, nói chung bao chất cho các bác luôn. Đây, còn về phần nan thì vẫn như mọi lần thôi, vẫn như mọi lần em giới thiệu thôi, không có gì khác nhau cả các bạn. Toàn bộ dưới này là nan vuông chập hết, cực kỳ chắc chắn luôn. Hàn đáy, cái nan ở dưới này bọn em là hàn đáy nha. Khi anh em mình đưa lồng như này không bao giờ sợ xô sạch nan này các bác này. Đấy, hàng thì cực, chất cực đẹp cho các bác, không bao giờ phải lo về chất lượng các bạn. Mua một cái lồng này nếu mà dùng giữ gìn không bị rơi va đập, 10, 20 năm, 3, 40, 50 năm, 100 năm không bao giờ hỏng được các bạn. Xin nói các bác thế, chỉ có chán hoặc là thích thêm thì có mua thêm thôi. Chứ còn về cái phần lưới, nó có hỏng lưới thì hỏng thôi. Hỏng lưới chúng ta có thể đan lại các bạn. Còn bác nào cần lưới đan này thì nhà em cũng có cung cấp đầy đủ. Lưới đan này của nhà em là đan là vuông 10 mắt các bạn. Hàng này là của nó là đan vuông 10 mắt, mắt 8 phân các bạn. 8 phân chật nó chỉ rơi tầm 7 phân 6, 7 phân 7. Đấy, tại vì khi mình thắt mối này vào mà các bác, mà nhà em thắt là thắt kép hết các bác nha, nên không bao giờ sợ chạy mắt. Đấy, còn lưới này các bác này, khi con bịp vào này, nói chung là thoải mái độ tùng. Các bác nhìn thấy không? Này, thoải mái độ tùng. Sau đây em đi test thử chất lượng độ nhạy cho các bác xem nha. Còn lò xo này nha các bác nha, lò xo này nhà em làm cực kỳ căng. Lò xo này cực căng luôn các bạn. Tại sao làm căng? Bởi vì là khi sập một bên rồi, bên kia không được phép sập nữa. Đây nó có sơn này, anh em về lắc đi lại một hai lần để cho nó trơn nhé các bác nhá. Không là nó lại xít vào đấy các bạn. Đây khi anh em ấy thì anh em vén lưới vào đây này, nhìn gọn gàng không? Đấy các bạn, đan lưới thì nói chung là nó phải theo chiều của nó thì nó mới gọn gàng. Mà lưới thì phải chọn dù, không phải là dù nào cũng đan được lưới đâu các bạn. Dù nào cũng đan được, cũng đan lưới mà để phòng ra là vứt đi các bạn. Đan lưới nó phải xếp xuống thì nó mới nhìn, nó mới gọn gàng được, nó mới không bị phòng lưới. Đấy, đây hàng đây, bao chất bao đẹp cho các bạn luôn. Các bác mua hàng nhà em nhiều các bác biết rồi. Thời gian qua nhà em bán lục rất chi nhiều, và hiện tại bây giờ lục đang bị cháy hàng các bạn. Bác nào đặt hàng khoảng 2 hôm thì em lại có hàng. Tại vì cái hàng này làm 100% thủ công hết các bạn. Nói chung là làm một cái lục này rất chi mất nhiều công. Đấy, như bọn em làm thì 2 ngày xong một cái. 2 ngày có nghĩa là 2 người các bạn, có nghĩa là thành 4 công xong một cái lục này. Đấy các bạn, nói chung là làm cật lực đấy các bạn. Còn về phần lưới thì em đã đan sẵn rồi. Đây phần cầu tử các thứ, nói chung là cầu tử này thì cả đời không bao giờ hỏng được các bác biết rồi. Đấy, vẫn sử dụng chiếc tông lì các bạn. Này các bác này, bao chất cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Nói chung là sập một bên rồi, bên này phải không được sập các bạn thì mới được. Còn làm lụp mà lại bên kia sập mà bên này cũng sập thì là vứt.
Tại vì như thế mình sẽ không đánh được hai con các bạn. Mà lò xo này các bác này, lò xo thì các bác mua hàng nhà em biết rồi, lò xo thì cực kỳ căng luôn, hàng này cực căng luôn các bạn. Lò xo nhà em kể là mẹt làm lụp nhà em đều làm căng. Tại sao? Tại vì con bịp nó rất chi khỏe, nên anh em mình làm căng thì nó dẫm khi mình treo lên cây, mình lúc lắc thì lúc lắc cái lồng, đu đưa cái lồng mà, thì nó không bị sập, anh em mình không mất công gài lại. Chứ lò xo yếu quá thì cũng không ăn thua các bạn. Đấy, hàng của em này, bao chất cho bác luôn. Đấy, bác nào cần liên hệ em, nhà em chuyên cung cấp lụp bình bịp này, mẹt bình bịp này, chim mồi giả này, loa điều khiển từ xa này. Bác nào cần xỉ lẻ cứ alo trực tiếp cho em nhá. Còn làm thì các bác yên tâm về chất lượng, làm nhà em làm đảm bảo chất lượng cho các bác tin dùng luôn. Hàng này của nó hàng hai lớp chống bể bổ bể mồi nhá các bác nhá. Đây bên dưới này còn một lớp lưới inox nhỏ này, nhà em làm toàn bộ inox nhá, chứ không có kẽm không có gì đâu. Đấy, toàn bộ lưới là lưới inox hết, nên đảm bảo cho các bác luôn, cả đời không bao giờ hỏng được các bạn. Đấy thì bác nào cần liên hệ em. Xin chào toàn thể các bác nhá, hẹn các bác video lần sau ạ.